bây giờ mình không có thuộc đối tượng ra đường, mình không có ra đường được, có như người ta như vậy, có tàu thủy như vậy á, mình chốt người ta nhắc nhở như vậy ha. Rồi bây giờ chị chờ con 55 đi nha, rồi nhắc nhở chị hôm nay thôi nha, ngày mai là mình không có giấy ra đường, mình không ra đường nha chị nha. Giấy ra đường là mình phải có một trong 17 đối tượng nằm trong danh sách của ủy ban nhân dân thành phố ha. Bây giờ người ta không cho ra nè, con đứng ngay chỗ Bạch Đằng với lại tôi biết người tỉnh nè, góc chỗ chạy. Trời ơi, bên kia hả? Dạ. Dạ. Bộ hả? À, rồi. Con đang cái đường chỗ chỗ đây mình lấy được không? Rồi. À, chỗ hối chức người đúng không? Rồi. Mới xin hả anh? Là xin là về taxi về hả? Dạ thì đi taxi, em đi xe máy.
máy về. Hôm nay là mình có biết cái quy định là siết chặt cái giãn cách với lưu thông không? Trong bệnh viện là biết rồi, nhưng mà lỡ xanh thì phải chịu. Anh là anh ở quận Bình Thạnh luôn hả? Nãy đi về có bị gặp mấy cái chốt khác không? Có mà cũng có chốt Đinh Tiên Hoàng, người ta cho qua. À, cũng nói lý do rồi người ta cũng thông cảm ha. Xin con lần ba hả? Ba. Cảm ơn. Thôi về ha.